Ôi chào 500 em YouTube. Thì hôm nay là tiến hành làm xe quay chạy tiền của đội ngũ Ahamor. Thì cái xe này á, là mấy anh em trong đó cũng làm mình nhiều xe rồi. Thì thật sự luôn mình nói các bạn á, là mình hỗ trợ những anh em shipper hoặc là chở hàng rồi rất là nhiều. Thì có mấy xe riêng kia á, mình làm rất là rẻ. Nhưng mà tới xe này thì mình lại báo giá cho em trai á, là nó mắc. Tại sao? Thì trước khi chỉ luôn các bạn cũng nhìn thấy tình trạng xe này rồi. Và không những vậy, chủ xe đã làm cái xe này rất là nhiều lần. Chính chủ xe cũng nói luôn rồi, em gắn đồ lô trong đây không à. Thì dĩ nhiên luôn là những cái xe trước là xe Vinh chưa làm lần nào hết. Người ta chưa phá đồ trong đó thì em làm rẻ được. Còn bây giờ cái xe này á, là chủ xe á, đã nói chung là cải biến nó quá nhiều rồi. Thì em cũng có báo luôn, phần làm máy á, là em sẽ làm là từ 8 đến 10 triệu. Tại vì chủ xe báo là trong máy là có thay đồ lô hay gì cũng đó rồi. Thì bây giờ em chỉ báo vậy thôi. Còn giờ em chưa chỉ ra, em chưa biết bên trong làm sao hết. Thì bây giờ em sẽ chỉ ra, em coi ở bên trong nó như thế nào. Rồi em quay cho mọi người coi. Rồi nói chung hỗ trợ anh em mình được gì hỗ trợ thôi các bạn ha. Em ở tiệm em thì cũng nói thẳng luôn, tiếp người làm không tiếp người hỏi. Đó, ai hỏi thì mình buồn chịu. Còn khi anh em tới mình luôn nhiệt tình với tất cả mọi người. Rồi để mình chỉ ra một cái. Rồi chào 500 em yêu bé. Đây là cái máy chạy tiền của em trai. Xe quay RX 100. Đó, sau khi tháo ra nè anh em thấy là đúng không? Tới ten công chuyện luôn đúng không? Rồi đi nè, bể cái này nè. Đó, số là chắc chắn hay nè. Ống sáo hư tuột bi tuột đồ hết luôn nè. Rồi để coi dên Nhật hay dên gì đây. Rồi KFM. Tiếp kiểm tra số bắp. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại cho nó. Chuông này mình sẽ thay lại chuông hãng cho nó luôn nha. Bố là càng Vinh luôn. Rồi nhìn cái cục máy là tủ hiểu rồi vậy. Rồi chào 500 em YouTube. Đây là Nguyên Bán Than, là người sẽ thực hiện cái xe quay chạy tiền này. Đó, ở dưới quê làm xe chở than, còn lên đây làm xe chạy tiền. Má ghê thiệt chưa. Rửa cục máy mệt quá hay sao mà xù đầu dữ ra. Xe chạy tiền mà sao như em? Xe chạy tiền mà rửa tới dữ ra, rửa sạch bóng luôn á. Đầu làm xuống bắp rồi nè, cái này bỏ thay mới nè. Ron Ford là xài Ron Ford chính hãng hết nè. Nồi là xài bố xịn hết á. Đa dên đồ thay mới, thay vòng bi mới đồ. Rồi bây giờ lòng mình di về lại cho em trai lòng ế tăng đa. Quên lòng mình làm cốt 2. Rồi chào 500 em YouTube ha, cho anh Nguyên Bán Than anh ráp ha. Rồi chào 500 em YouTube. Dính xương rồi tía ơi. Xe này cũ lột cam cò. Bây giờ anh Nguyên khi mà anh ráp là anh thay cái bơm nhớt mới rồi nè. Mà giờ nó cũng không bơm luôn, giờ anh rớt đầu lòng ra anh kiểm tra thử là nó nghẹt lỗ ghen hay là cái gì nè các bạn. Đó, rồi giờ phải rửa rồi sạch sẽ lại. Mấy xe chạy tiền này thấy vậy làm á cũng ghê gớm lắm chứ không phải đơn giản nha các bạn nha. Thôi chào 500 em YouTube. Bây giờ chủ xe nó chưa chạy thử xe luôn. Xe của con này. Đây là mày làm gì? Em chạy ship thôi. Ship gì? Ship xì ke, ship gì? Ship gì? Ship đồ ăn. Ship đồ ăn đúng không? Đừng có nói ship tưởng đâu giả danh ship thì kia chết luôn. Thằng này ship đồ ăn, thằng này bạn này. Xe này bữa sửa nhiêu tiền? 13 triệu mấy á, quên rồi. Nhưng mà phần máy làm nhiêu tiền? Phần máy là 7 triệu. Rồi còn hôm qua tao báo xe này nhiêu tiền? 7 đến 9 triệu. Thì tại sao? Tại vì xe thằng này á, nó là shipper. Đừng quay anh này nha. Nó cũng shipper luôn nhưng mà nó cái xe nó đẹp hơn thì làm rẻ hơn là cái nhất. Cái thứ hai á, như đã nói là mùa này em mở lại là làm cho mấy anh em này là hết sức mình. Nhưng mà quan trọng á là xe của ông nội này quay vô xe ông nội đó. Xe ông nội đó hư nhiều quá thì dĩ nhiên không bao giờ làm rẻ bằng xe này. Xe này là như lúc đó đầu lòng chưa rớt đó ta, như là chưa làm gì hết. Tao có mic rồi mà tao quên tao dành mic mày nữa thì có chết luôn. Có đó thì bây giờ là xe ông này bây giờ làm xong rồi nè. Cái lòng là đang cốt 2 cốt 3 gì á tao không nhớ nữa, nhưng mà tao đổi cho cái lòng khác cũng cốt 2 luôn nhưng mà đi nó ngon hơn, nó êm hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, dây điện rồi có làm lại dùm luôn, không tính tiền. Rồi sao mày đứng mày cười không là làm sao? Rồi tao báo giá mày nhiêu tiền? Báo là cầm cao lên từ 7 tới 9 triệu á. Rồi tao tính, bây giờ tao tính mày nhiêu tiền? Rồi, tổng thiệt hại là chỉ có 7 triệu 050 ngàn thôi. Nhưng mà làm gì là 7 triệu thay thêm cái bộ nhông sinh dĩa nữa. Là vừa làm máy mà vừa thay nhông sinh dĩa luôn thì có 7 triệu thôi. Đó là hỗ trợ hết sức mình nha. Rồi bây giờ là cho nó chạy thử. Mưa tao đây tao không mão mưa, tao đứng tao không sợ. Mày mão mưa mày đứng mày sợ là làm sao? Đó thì bây giờ là để ráp hết vô xong rồi cho ông chạy thử. Rồi 10 ngày sau quay lại canh chỉnh ha. Rồi. Còn cái xe này là tao không có nhận chế bánh đâu nha, thay nhông sinh diễn mà dính từ sáng tới giờ luôn á, cái bánh sau á. Cho nên là tao nói trước rồi, về lại bánh zin đưa tao, tao làm. Rồi. Ok. Để em xách cặp bánh zin xuống cho anh làm dàn chân lên. Rồi về cảm ơn 500 em Ube, bây giờ để mưa gió là lát nữa ráp xe xong là chạy về luôn ha. Khỏi về thử. Rồi đi. Rồi chào 500 em Ube, thì đây là xe quay chạy tiền. Bữa giờ đi mấy ngày rồi? Đi phần lãi à. Xe ổn hết không? Ổn lắm. Chạy đồ sao? Chạy nói chung mà nghe lực máy móc mạnh lắm. Nói chung máy cũng còn êm, là tại tới hẹn lên canh chỉnh thì em lên thôi. Em ru rồi. Chứ bữa giờ chạy là chưa kêu gì hết hả? Chưa kêu réo. Ủa chứ ở đâu mà chạy lên? Thủ Đức anh. Thì khi mà mình làm một cái xe xong á thì mình hẹn các bạn là từ 7 đến 10 ngày các bạn sẽ quay lại mình canh chỉnh. Thì việc canh chỉnh này mất các bạn từ 5 đến 10 phút. Và hoàn toàn không tốn phí. Bữa giờ làm lại đồ có chạy đỡ ao xăng hay bị trục trặc gì đâu không? Không, nói chung chạy lại xăng hơn nhiều. Rồi. Ở dưới Thủ Đức hả? Thủ Đức anh. Xe này xe chạy tiền hả? Đúng rồi. Tối giờ đua ở đâu? Đâu chạy vòng Sài Gòn ấy nè. Mà ngày chạy khoảng trăm mấy 200 cây có. Ngày chạy có 200 cây. Cái gì bao nhiêu? Trăm mấy 200 cây có. Chết đi dữ vậy hả? Rồi sao giờ chưa gắn lại bánh zin rồi nữa? Dạ. Sao chưa gắn giờ lại bánh zin? Từ từ để em có lúa rồi đem lên làm lại dàn chân luôn cho cứng cáp luôn. Sẵn mới đua được. Gắn bánh zin rồi làm dàn chân luôn á chứ gì. Ok. Rồi vậy là cảm ơn em trai. Chào 500 em YouTube.